Hello, kênh Thùy Linh Bacadat xin chào tất cả các bạn đã và đang xem video. Chúc các bạn một ngày mới luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mời các bạn cùng Thùy Linh tìm hiểu về bộ môn Bacadat. Thùy Linh sẽ chia sẻ cho các bạn mới chưa biết đến bộ môn này hiểu rõ hơn về Bacadat là gì. Mời các bạn cùng theo dõi video nhé. Bài cào ba lá Bacadat là một trong những loại hình của trò casino online nổi tiếng hiện nay. Hầu như tất cả các nhà cái hiện nay đều cập nhật trò chơi thú vị này trên trang của họ. Và nó trở thành một niềm vui không thể thiếu của các tay cực thủ lão luyện. Vậy chơi Bacarat có kiếm được tiền hay không? Và câu trả lời là có, bởi vì đây là trò chơi đơn giản mang đậm tính may mắn cao, kết hợp với kinh nghiệm chơi thì bạn dễ dàng giành chiến thắng. Đặc biệt hiện nay các nhà cái tỷ lệ trả thưởng rất là cao cho bộ môn này. Với hai lý do trên thì đã khiến Bacarat trở thành game bài không thể không chơi tại nhà cái và nó trở thành một môn đầu tư online có lợi nhuận cao. Vậy để có lợi nhuận từ Bacarat thì có cần phương pháp chơi hay không? Mặc dù là trò chơi đơn giản có sự may mắn nhưng vẫn có cần phương pháp chơi và phương pháp thì đúc kết từ kinh nghiệm chơi. Với kinh nghiệm chinh chiến khắp các casino online và các sòng casino, Thùy Linh đúc kết ra rất nhiều phương pháp chơi hữu ích giúp cho các bạn dễ dàng chiến thắng được nhà cái và thu về lợi nhuận cho mình. Và các phương pháp chơi Thùy Linh chia sẻ ở các video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video chia sẻ về phương pháp chơi nhé. Làm sao để có tài khoản chơi? Vâng, rất đơn giản thôi, các bạn hãy liên hệ ngay với Thùy Linh để nhận được link chuẩn đăng ký miễn phí và Thùy Linh sẽ hỗ trợ các bạn tất cả các vấn đề liên quan đến tài khoản chơi từ A đến Z và Thùy Linh luôn hỗ trợ 24/7. Và trên màn hình chính là các thông tin liên hệ của Thùy Linh. Zalo 0903 751 448, Telegram @thuylinh666. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các video chia sẻ về phương pháp chơi Bacarat. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay, hữu ích hãy cho mình xin một like. Xin chào và hẹn các bạn ở các video tiếp theo.